Em Út xin chào cả nhà. Tiếp tục giao lưu rất vui cùng anh chị em mình sáng thứ hai đầu tuần. Một cây kim quýt có một bộ rễ rất là quái nha cả nhà ơi. Để em Út xoay một vòng cây kim quýt này cho anh chị em mình xem ha. Em Út đã vào kẽm rồi nha cả nhà. Anh chị em mình về chỉ cần thay cho cây một cái chậu và tiếp tục nuôi cây nữa nha cả nhà ơi. Cây này hoành 18 nha anh chị em mình. Hoành thân là 18, bộ củ đế là 37 và chiều cao là 25 nha cả nhà. Cây này rất là quái luôn nha. Em Út giao lưu giá yêu thương cho anh chị em mình đem cây về nha. Cây cao 25cm, hoành 18, còn bộ củ đế là 37 nha cả nhà ơi. Giá yêu thương luôn nha anh chị em mình. Cây kim quýt nha các anh chị em mình. Kim quýt miền Tây nha, còn gọi là kim quýt tàu đó cả nhà ơi. Trái thì nó ăn trị ho, trái màu xanh khi chín màu đỏ, trái rất là đẹp nha cả nhà. Một cái kim quýt luôn, anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho Út số điện thoại 0795499088 cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi trưa thứ hai thật là vui vẻ nha cả nhà ơi.